Rồi Kim Sơn xin chào cả nhà luôn nha. Chúc cả nhà mình vui vẻ và an lành luôn. Rồi thì hôm nay Sơn sẽ giới thiệu với cả nhà dữ liệu của cây sầu dông hay còn gọi là ngọc ngũ sắc nha cả nhà. Thì trước màn hình mình đây là một cây sầu dông hiện đang có trái. Trái nó cũng đang trong giai đoạn sắp chín nha cả nhà. Cũng có trái chín nè, nè, trái này là trái chín nè. Đó, trái này trái 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 chín nè. Đây, mình coi thử. Đây, trái chín đây nha. Thì nói về cây sầu dông á thì lá của nó là dạng như thế này. Đó. Thì mình không biết mình không 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 rành về cái cách gọi theo kiểu khoa học thì mình nói thôi thực tế thì nó là như thế này. Đó. Điều đặc biệt của cái cây sầu dông này á là cái thân nó là màu xám đen. Đó, thân nó màu xám đen nha cả nhà. Và lá và trái đều ăn được nhưng lá của nó mới là đặc sản của cây này. Lá của nó là dùng để làm gỏi nè, rau sống nè. Đó và nấu cà ri này đều ok luôn. Khi mà trước đây Sơn sinh sống ở bên Malaysia thì cái hầu như đa phần trong các món ăn của người bản địa ở đó là đều có cái lá sầu dông này hết. Trong cái curry của người Ấn Độ cũng có này, trong cái món tôm dăm của người Thái cũng có này, và trong cái món tôm của người Trung Quốc cũng có này, và người Ấn Độ đều có dùng cái lá này hết. Đó, bởi vì cái lá này nó mang một cái đặc tính rất là thơm và nó có cái vị the the rất là đặc biệt nha. Đó thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm, mình ăn thử cái lá này cho cả nhà xem nha. Đây. Thì cái lá nó là nó mình lựa những cái lá già đi. Đây. Rất là thơm. Khi mình nhai vô nó toát lên một cái mùi thơm và một cái vị là chát chát nha cả nhà. Nó hơi chát chát. Nhưng mà khi mà mình nấu ăn mình làm gia vị á thì nó sẽ có một cái nó hòa quyện vô những cái rau khác á. Nó tạo nên một cái rất là đặc biệt. Đó, thì bây giờ cái trái của nó này thì mình sẽ lựa cái trái chín. Đây. Mình sẽ lựa cái trái chín nha. Mình sẽ dùng thử. Thì khi mà mình ăn cái trái của nó là nó có cái vị ngọt thanh the. Đó, nó có cái vị ngọt thanh the. Đây, mình sẽ ăn thêm một trái đây. Thì cái cơm của nó không có nhiều đâu, chủ yếu là cái hột là chính thôi. Đó. Cái cơm của cái trái nó ít hơn. Nó có vị ngọt thanh the. Và nó có một cái gì nó đặc biệt của núi rừng ở cả nhà. Đó, thì mình cái trái của nó cũng khá là đẹp nha. Đó, thì đây mình sẽ quay lại. Đây, trái của nó đây. Đây cả nhà. Đây, trái của nó là đang chín đây. Nhưng mà từ lúc mà sống cho tới chín nó chuyển tới 5 màu luôn cả nhà. Cho nên là người ta hay gọi là ngọc ngũ sắc. Đó này, trái nó tròn tròn như những cái hòn ngọc đó cả nhà. Đó nè. Ừ, rất là đẹp. Cây sầu dông, cái này về mình chơi cảnh đều ok luôn nha. Mình chơi bonsai cũng ok. Mình chơi cây có bông có hoa cũng ok. Nó là dòng hoa màu trắng. Chùm thì nó chín trái cũng chùm như thế này. Ừ, rất là ok luôn nha. Thân nó có vị có màu xám đen. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ với cả nhà dữ liệu về cây sầu dông nha. Thì nếu mà mình có muốn Sơn sưu tầm cái gì nữa thì cứ inbox cứ comment để cho Sơn kiếm cây rồi mình review chia sẻ dữ liệu cho nhau nha, để mình tìm hiểu nhau. Tìm hiểu về các loại cây.
Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình và hẹn gặp lại nhà mình ở những video gần nhất luôn.